Hello, xin chào mọi người. Sáng nay em sẽ làm món điểm tâm là từ cái bánh mì sandwich này nha mọi người. Nguyên liệu chính của em là 3 miếng bánh mì sandwich và một quả trứng gà. Nó làm rất là đơn giản thôi, với cái hộp bơ này nè mọi người. Bây giờ cái bánh mì sandwich này thì em sẽ cắt làm đôi, nhưng mà mình sẽ cắt xéo như thế này nha. Một mình em ăn thì em nghĩ 2 miếng cũng đủ rồi, 2 miếng sandwich thôi. Bây giờ tiếp theo là quả trứng gà này mình sẽ cho vào một cái dĩa. Lúc này mình sẽ cho vào đây tí xíu muối. Nếu mọi người mà ăn lạc á, thì mình khỏi cho muối, tại vì trong bơ nó cũng đã mặn mặn rồi. Mình sẽ sử dụng đồ đánh trứng mình đánh tan cái quả trứng ra. Tiếp theo là mình sẽ cho cái bánh mì sandwich của mình vào dĩa trứng gà này. Mình sẽ nhúng vào đây. Bây giờ mình sẽ cho chảo lên bếp và mình bắt đầu chiên nha. Chảo nóng rồi mình sẽ cho bơ vào. Bơ thì nó thơm, nếu mà không có bơ thì mình cho dầu ăn vào. Mình cho bánh mì của mình vào chiên. Nó cũng rất là nhanh, mọi người nhìn rất là đẹp. Xong rồi đó. Một cà phê lắc với bánh mì chiên trứng như thế này thì mình no tới trưa nha mọi người. Mọi người hãy làm ăn thử nha. Bánh mì của mình nó rất là ngon nha, để mình thử. Rất là vừa ăn mọi người, thơm bơ. Quá ngon luôn mọi người ơi. Chúc mọi người ngon miệng nha mọi người. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của em nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm xem video và ủng hộ em nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại.